Dạ, shop Mỹ Ngân em xin thân ái mến chào quý cô chú anh chị gần xa đang xem kênh Đồ Xưa Cũ Mê Công ạ. Mỹ Ngân em hôm nay giao lưu và báo giá với cô chú anh chị mình 19 sản phẩm ha. Hôm nay em có bộ bàn trường kỷ quế và một cái tủ thờ ha, có bộ lưu đồng nữa. Rất mong cô chú anh chị mình ủng hộ em trong clip này nha. Đó. À, rồi mã đầu tiên vô hôm nay em giới thiệu cho mình mã 1B. 1B thì em có sưu tầm được 10 cái dĩa song long nha. À, hàng này thì cũng rất là đẹp nha cô chú anh chị mình, hàng xưa nhưng mà đẹp nha. Đường kính ở đây em đo là 19 ha. Đó, một chục cái dĩa song long mã B1 này em giao lưu mình giá 600 ngàn. Đó, hàng lành lặn trên 90% nha. Có cái thì nó đậm màu, có cái thì nó hơi nhạt tí nha cô chú anh chị mình. Đó, đây mình xem giùm em ha. Rồi, 10 cái dĩa B1 giá là 600k. Rồi, 10 cái dĩa B2 là tích là Trúc Lâm Thất Hiền ha. Đường kính là 19 luôn. Đó, tình trạng của nó cũng khá đẹp luôn nha cô chú anh chị mình. 10 cái dĩa B2 này giá cũng 600k nha. Hàng thì lành lặn, không có tóc nha. Đó, nhưng mà có cá đậm cái nhạt ha. Rồi, em giao lưu mình giá 600 ngàn. Cô chú anh chị mình yêu mến sản phẩm nào liên hệ số điện thoại của em là 0968 877 667 ha. Rồi tiếp theo mã B3, hôm nay em sưu tầm về một cái trò. Trò này là trò gỗ chắc đục tay, hàng chuẩn trên 7-80 năm nha cô chú anh chị. Hàng này thì cũng có tình trạng nhưng mà bên em đã xử lý lại cho mình liền lạc lành lặn hết rồi nha. Về mình chỉ việc sử dụng thôi. Tại vì hàng xưa nó không có tránh khỏi nè cô chú anh chị mình, chỗ này nó có tóc nhẹ nha, ở dưới chân. Đó, hàng này là toàn bộ em bao cho mình là chuẩn gỗ gỗ chắc xưa nha. Chiều cao ở đây em đo được là 42 ha. Đường kính ngang qua như vậy là 26. Đó, đục chạm 6 mặt nha. Đó, có cẳng ở chính giữa đây là chim hoa. Đây mình xem giùm em. Hàng này toàn bộ là đục chạm tay và cẳng tay luôn. Đó, mình xem giùm em. Gỗ chắc mới hiếm nha cô chú anh chị mình. Đó. Rồi cái trò này mã B3 em giao lưu mình với giá là 4,2 triệu. Trò gỗ chắc chuẩn xưa nha. Trên 80 năm rồi. Rồi tiếp theo em có một cái hũ đựng trà gỗ gõ liền khói ha. Đó, mình xem giùm em. Cẳng tích là chim hoa đây. Rất là đẹp. Chiều cao là 22. Đường kính ở đây em đo được là 14, 15 nha. 15 phủ bì. Liền khói nha cô chú anh chị. Rất là dày và nặng tay nha. Hàng này hàng cũ. Đó. Rồi cái hũ đựng trà này em giao lưu mình với giá là 2,8 triệu. Rất là đẹp luôn. Cô chú anh chị mình xem ha. Hàng này cũng sâu tuổi rồi nha. Rồi. Rồi tiếp theo em có một cái ụ trà. Ụ trà cũng là gỗ gõ cẳng ốc luôn. Đó, mình xem giùm em. Tích là tứ quý nha. Tùng cúc trúc mai nha. Chiều cao là 40. Hoành bụng của nó là 95. Đó, cô chú anh chị xem ha. Rất là đẹp luôn nha. Hàng này ở trong thì đã làm cái ụ cho mình giữ ấm ha. Giữ ấm cái bình trà. Đó, cô chú anh chị mình xem. Hàng này là gỗ gõ liền khói rất là nặng luôn nha. Cái ụ rất là nặng. Đây. Khá đẹp luôn ha. Đem xoay vòng. Mã B5 này em giao lưu mình với giá là 4,500 triệu. Ụ này ụ xưa nha cô chú anh chị. Rồi. Rồi, tiếp theo em có cái tam sơn cẳng tích là song long nha, gỗ gõ. Hàng này cũng là hàng cũ ha. Chiều dài là 63. Ở dài ở phía trên cái miếng bự nhất của nó là 23 ha. Còn cái miếng nhỏ vị trí này em đo là 17. Chiều sâu vô của nó là 19. Chiều cao chỗ cao nhất là 20 nha. Mã B6 này em giao lưu mình với giá 1,800 triệu. Đây. Hàng này hàng cũ nha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo em có một cái bình hút lọc men gạn đắp nổi, tích là phu thê viên mãn nha. Rất là đẹp luôn. Chim hoa nè. Đó. Chiều cao là 43.
Đường kính miệng ở đây em đo là 15. Dòng bụng phủ bì là 117. Hàng lành tích. Đó, cô chú anh chị xem ha. Cái này em giao luôn mình giá là 2.100.000. Cô chú anh chị mình yêu mến thì liên hệ số điện thoại của em là 0968 877 667 nha. 2.100.000 cái bình nha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo em có một cái này kêu bằng cái bình gót hàng chu đậu nha. Đó, hàng chu đậu cũ, tình trạng của nó là lành. Lành lặn liền lạc ha. Chiều dài ngang qua ở đây em đo là 43. Chiều cao lên đây là 36. Cái dòng bụng em đo được là 76. Đó, tình trạng của nó cũng rất là đẹp nha cô chú anh chị. Hàng này gốm chu đậu ha. À, khá nặng luôn á. Rồi cái này em giao lưu mình mã B8 giá là 1.500.000. Rồi tiếp theo em có cặp bình gồng hàng chu đậu luôn. Hàng này là vẽ tay nha. Đó, cả nhà xem giùm em ha. Chiều cao là 55. Đường kính miệng ở đây em đo được là 21. Dòng cổ là 40. Dòng bụng là 78. Cặp bình nó bằng nhau nha cô chú anh chị. Đó, cặp bình đăng đối luôn, khá đẹp luôn ha. Vẽ gồng nha. Rồi cặp bình hàng chu đậu này mã B9 em giao lưu mình giá là 3.200.000. Rồi em có cặp bình gồng hàng tàu cũ nha cô chú anh chị. Bình gồng men gạn rất là đẹp luôn. Đó. Hàng này người ta vẽ, người ta khắc nha cô chú anh chị mình. Đó, người ta khắc chìm vô nha. Rất là đẹp luôn á. Ta khắc gồng nha, con gồng. Chiều cao là 38. Đường kính miệng ở đây em đo được là 8 phân. Dòng cổ là 24. Dòng bụng của nó là 72. Đó, cả nhà xem giùm em. Cặp bình củ tỏi ha. Men gạn. Khắc hai con gồng. Khắc này khắc chìm vô nha. Rất là đẹp, người ta làm bằng tay nè. Đó. Chôn đế có mộc đây, mình xem giùm em ha. Cặp bình này mã B10 em giao lưu mình giá là 2.600.000. Rồi B11 cặp bình hoa sen rất là đẹp luôn, hàng của Tàu. Chôn đế có mộc đầy đủ ha, B11. Chiều cao là 36. Đường kính miệng ở đây em đo là 12. Dòng bụng là 51. Đó, cả nhà xem giùm em. B11 này em giao lưu thanh lý giá là 1.200.000 nha. Men rất là trong luôn. Đó, mình xem giùm em ha. Vẽ tích là hoa sen, chôm đế có mộc đầy đủ. Rồi. Rồi, tiếp theo em có một cái tấm tranh mã đáo thành công ha. Ở phía trong đây là người ta vẽ tay nha. Tranh gốm sứ hàng tàu cũ. Khung là khung gỗ ha. Chiều dài phủ bì là 85. Chiều cao lên của bức tranh này là 45. Độ dày là 2,5 phân. Mã đáo thành công hàng vẽ tay nha cô chú anh chị. Tấm tranh này em giao lưu mình giá chỉ có 1.600.000 thôi. Nhận hàng 6 trả lợi em, không tốn phí ship nha. Tấm tranh này khá đẹp luôn. Rất là nặng tay nha. Rồi tiếp theo em có tấm tranh sơn thủy ở hàng vẽ tay luôn. Ở trong này cũng là gốm sứ ha, ở ngoài là khung gỗ cũ, hàng tàu cũ. Chiều dài phủ bì là 85. Chiều cao là 45. Dày là 2,5 phân. Ở phía trên có hai cái móc bằng đồng. Đó, cả nhà xem giùm em. Tích là sơn thủy. Đó, rất là đẹp luôn ha. Rồi giá em giao lưu tấm này mã 13B cũng 1.600.000 thôi nha. Giá rất là mềm luôn. Giá này bên em bao phí ship tặng nhà cho mình rồi. Đó. Rồi tiếp theo
Em có sưu tầm về bộ trà. Cô chú anh chị mình xem bộ trà Trúc Lâm Thất Hiền nha. Hàng này hàng của Tàu nha, Tàu cũ. Đó, em đã vệ sinh sạch sẽ rồi. Cô chú anh chị mình về sử dụng ha. Đường kính ngang qua ở đây em đo của nó có cái bình là 18 và chiều cao của cái bình là 14 nha. Đó, mình xem giùm em. Tích là Trúc Lâm Thất Hiền ha, chôm đế có mộc chuyện đầy đủ. Đây, đường kính của cái dĩa bự là 12. Còn cái miệng của cái ly là 6 phân. Đó, mình xem giùm em. Rất là đẹp luôn nha. Đây. Ở phía dưới cái khay này cũng là tích là Trúc Lâm Thất Hiền luôn cô chú anh chị. Rất là đẹp luôn á. Chôm đế có mọc hết đầy đủ nha cô chú anh chị. Rồi cái bộ trà này mã số 14 em giao lưu mình với giá là 1.200.000 nha. Rất là đẹp. Cô chú anh chị mình yêu mến thì liên hệ số điện thoại trên giùm em. Rồi tiếp theo em có giới thiệu cho mình bộ bàn 4 ghế nha. Đó, bộ bàn 4 ghế kẻ quạt, hàng này hàng cũ nha cô chú anh chị. Gỗ là gỗ gõ, hàng cẩn ốc rất là đẹp luôn ha. Chiều cao của cái ghế và vị trí này em đo là 1m05. Chiều rộng qua chỗ mình ngồi là 50. Sâu lọt lòng vô là 40. Đó, hàng này là cái mặt của nó là dán liền khối nha cô chú anh chị. Liền tấm nha, dày 3 phân. Chiều cao từ mặt đất lên chỗ mình ngồi ở vị trí này em đo được là 49. Ghế kẻ quạt hàng này hàng cũ. Đó, bên em đã phủ bóng mờ nha. Mặt ghế là ván liền, dày 3 phân cô chú anh chị, rất là dày dặn luôn nha, đẹp lắm. Đó, mình xem giùm em ha. Ghế kẻ quạt. Đó, mình xem. Hàng lành lặn liền lạc hết, khá đẹp luôn. Đó. Cô chú anh chị mình xem không gõ không kỹ thì mình cứ kết bạn qua số điện thoại trên giùm em, sẽ gửi thêm hình ảnh chi tiết cho cô chú anh chị mình xem tham khảo nha. Đó. Rồi tiếp theo em qua đo cái bàn cho mình xem ha. Cái bàn này là mặt bàn gời nha cô chú anh chị. Đó, mình xem giùm em. Cái tích cẳng ở trên cái mặt bàn này là bát tiên. Đường kính mặt bàn là 70. Chiều cao của cái bàn em đo được là 78. Cái dịp thành bàn ở vị trí này là 11 phân. Ở phía dưới cái chân bàn cũng có cẳng luôn cô chú anh chị. Xung quanh mặt bàn người ta cũng có cẳng nha. Đó, cả nhà xem giùm em ha. Rất là đẹp luôn, cẳng cái dây hoa nha. Hàng thì không có lỗi lầm nha cô chú anh chị, lành lặn liền lạc hết, rất là đẹp luôn. Rồi, bộ bàn 5 món này em giao lưu mình mã 15B, giá là 26 triệu ha. 26 triệu bên em bao phí ship tặng nhà cho cô chú anh chị gần xa nha. Cô chú anh chị yêu mến sản phẩm nào mình liên hệ số điện thoại của em là 0968 ha 877667. Mỹ Ngân em cũng chân thành cảm ơn cô chú anh chị mình theo dõi ha. Và xem những cái chi tiết sản phẩm mà em giới thiệu. Rất cảm ơn cô chú anh chị mình. Rồi tiếp theo em có cái bộ lưu đồng. Bộ lưu đồng 5 món nha cô chú anh chị mình, đồng cũ nha. Rất là đẹp luôn. Đó, bộ này thì cái tai liền nha cô chú anh chị. Tai liền và chân đục, nó đúc liền luôn nha. Tai liền, chân đúc liền rất là đẹp luôn. Cân nặng chọn bộ của nó là 22kg. Bộ này lư quế cũ nha cô chú anh chị. Lư đồng lư quế cũ nha. Chiều cao là cái đèn ở đây em đo được là 43. Chiều ngang của cái đèn, rộng của cái đèn, mặt đèn này là 24. Chiều cao của cái đỉnh này là 51. Chiều cao của con hạc ở đây em đo được là 52. Ngang qua của cái đèn. Ngang qua là 37 nha cô chú anh chị. Đó, mình xem giùm em. Bộ này là 5 món nha. Đó, tình trạng của nó rất là đẹp luôn. Hàng lành lặn liền lạc hết. Đây.
Đây này. Lưu đồng quế củ nha cô chú anh chị. Bộ này 5 món ha. Cái chất liệu đồng của nó khá đẹp luôn. Ở phía trên đây là con lăn ha. Đó, đây, mình xem giùm em. Bộ này 5 món, cân nặng của nó là 22 kg. Đây mình xem giùm em cái tay này người ta đúc liền và cái chân đúc liền luôn ha. Bộ này khá đẹp luôn. Đó, hàng này là lư quế cũ. Dạ giống nhau, mặt sau cũng giống luôn cô chú anh chị mình nha. Đó, bộ này mã 16B. Em giao lưu mình với giá là 10 triệu 500 ngàn. Cô chú anh chị mình yêu mến thì liên hệ số điện thoại trên giùm em ha. Bộ này gồm có là 5 món nha. Đó, 10 triệu 500k cho bộ lưu đồng cũ này. Rồi tiếp theo mã 17, em giới thiệu cho cô chú anh chị mình một cái cây tủ thờ gỗ gõ hàng cẩn ốc nha. Bộ tủ thờ này em bao cho mình là chuẩn hàng xưa luôn. Đó, rất là đẹp ha. Bên em chỉ mới xử lý và phủ bóng mờ sạch sẽ lại cho mình thôi. Đó cô chú anh chị mình xem ha, hàng thì em thấy lành lặn và gỗ rất là dày dặn nha. Cái tủ này cũng khá lớn. Chiều dài phủ bì là 1m95. Chiều sâu vô là 80. Chiều cao lên của cây tủ này là 1m26, 1m27 nha cô chú anh chị. Đó. Gọng rồi, nãy em đo gọng rồi mà. Gọng là 80. Đó, ở trên mặt dán rất là lành lặn luôn cô chú anh chị mình. Đó, rất là dày nha. Cây tủ này không dưới 40-50 năm đâu cô chú anh chị. Hàng rất là già tủ nha. Cái tích người ta cẳng 4 gốc này là tứ linh nha cô chú anh chị. Đó, long lăng quy phụng nha, 4 gốc. Bốn gốc ở phía dưới, ở trên đây là long lăng quy phụng, còn chính giữa đây là bát tiên. Còn ở đây là tích là đồng quê nha cô chú anh chị. Nói chung là rất là đẹp luôn, cây tủ này người ta cẳng rất là đẹp luôn. Và ở phía đây nó có một cái hộc để cho mình để đồ. Đó, mình kéo ra nhà mình để đồ cúng, đồ cũng được đó cô chú anh chị. Rất là tiện luôn nha. Cây tủ này thì nó có một cái ngăn cái hộc ở chính giữa thôi. Hai bên hông thì không có nha. Nó có một cái cửa ở chính giữa thôi. Đây, em mở cho mình xem ha. Đây. Nguyên cây tủ này là gỗ gõ hết nha cô chú anh chị mình. Hàng rất là đẹp luôn. Số điện thoại giao lưu của em là 0968 877 667 ha. Rất mong cô chú anh chị mình ủng hộ em. Hàng bên em thì quay hàng thực tế ha, quay như thế nào sẽ giao lưu cho cô chú anh chị mình y như vậy. Nếu mình xem chưa gõ thì mình cứ liên hệ qua số điện thoại trên giùm em, sẽ quay trực tiếp cho cô chú anh chị mình xem luôn nha. Đó, đây, ở đây nó có cái hộc để cho mình để đồ cúng ra nè cô chú anh chị. Đó, rất là tiện luôn nha. Cái tủ này chiều rộng ra nó 80, mình để đồ thờ cúng rất là thoải mái luôn. Xích ra chút xíu nữa. Rồi, cái tủ thờ gỗ gõ xưa này mã 17B em giao lưu mình giá chỉ có 18 triệu thôi. Bên em bao phí ship tặng nhà cho cô chú anh chị mình toàn quốc luôn nha.
Đó, nếu mình ở gần em thì sẽ giảm cho mình chút đỉnh chi phí nha cô chú anh chị. Hàng rất là đẹp luôn ha. Rồi tiếp theo mã 10 18 em có sưu tầm về được bộ tranh tứ quý nha cô chú anh chị. Bộ này tranh đá ha, tranh đá ở ngoài là khung gỗ hàng tàu cũ nha, tích là sơn thủy. Chiều cao phủ bì là 1m2. Chiều rộng qua em đo được là 36. Độ dày của khung gỗ là 2 phân rưỡi ha. Đó, ở phía trên đây là có cái móc bằng đồng. Cái mặt đá ở trong này em đo được là 72 chiều dài. Chiều rộng qua là 21. Đó, cả nhà xem giùm em nha. Hàng thì là lặn liền lạc, khung gỗ này là khung gỗ cũ nha. Xung quanh là làm bằng cây trúc. Đó, khung trúc ha. Bộ tứ quý này mã 18B em giao lưu mình với giá là 4 triệu 500 ngàn. Bên em bao phí ship toàn quốc cho mình ha. Hàng lành lặn liền lạc hết, khá đẹp luôn. Đó, cô chú anh chị mình yêu mến thì liên hệ em nha. Mã này mã 18. Rồi mã 19. Hôm nay em sưu tầm về được bộ bàn trường kỷ quế song tiện nha cô chú anh chị mình. Song tiện quế. Bộ bàn này ngũ sơn. Ở bộ gỗ gõ cẳng ốc 3 món nha cô chú anh chị. Để em đo thông số cho mình xem cái băng ghế trước nha. Chiều dài phủ bì là 1m86. Lọt lòng ở vị trí mình ngồi là 1m75. Chiều rộng lọt lòng ra là 50 nha cô chú anh chị mình. Chiều cao từ mặt đất lên chỗ mình ngồi ở vị trí này là 50. Cái dìm tay cầm em đo được là 5 phân rưỡi ha. Chiều cao phủ bì của cái băng ghế là 1m05. Bộ này em sưu tầm ở nhà dân sau về quay cho mình y như vậy nha. Bộ này không có qua xử lý gì hết trơn luôn nha cô chú anh chị mình. Đó. Bộ này khách hàng người ta xài rất là kỹ luôn nha. Những cái chi tiết cẳng ốc và song tiện vẫn còn ok hết nha cô chú anh chị, không có bị gớt ốc chỗ nào nha. Bộ này trường kỷ Huế đó, hàng cũ nha. Hàng này thì cũng tầm 20-30 năm rồi, có sao em báo cho cô chú anh chị mình như vậy nha. Đó, ở dưới mặt ghế thì người ta sử dụng có hơi chày chày, khi cô chú anh chị mình giao lưu thì em sẽ xử lý lại cho hết cái vết chày nha. Và sẽ cắt tặng cho cô chú anh chị mình cái tấm kiến để lên ha. Bộ này gỗ gõ cẳng ốc. Bộ này cái chất liệu gỗ của nó khá đẹp luôn. Người ta làm rất là sắc sảo luôn nha. Bộ này mặt bộm chân móng nha cô chú anh chị. Dạ, địa chỉ của em là ở khu vực Thới Hòa, phường Thới An, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ ha. Cô chú anh chị mình ở gần em và mình muốn lại nhà xem trực tiếp thì liên hệ số điện thoại trên giùm em nha. Rồi em qua đo thông số cái bàn cho mình tham khảo. Chiều dài phủ bì của cái mặt bàn em đo được là 1m47. Lọt lòng cái miếng dán nguyên ở trong đây là 1m29 nha. 1m29 cái miếng dán liền khối của chú anh chị. Chiều rộng của mặt bàn là 57. Độ rộng của cái miếng dán liền khối là 39. Và chiều cao của cái bàn này là 70 ha. Cái dìm thành bàn em đo được là 19 phân. Cái đố của chân bàn là 7 phân hơn nha cô chú anh chị. Mặt bộm chân móng nha.
Mặt bàn này người ta cẳng hầu như là bích cái tấm ván luôn cô chú anh chị, rất là đẹp luôn nha. Và ốc, cái màu ốc của nó rất là sáng và màu nó ánh lên rất là đẹp ha. Khi giao lưu thì em sẽ cắt cho mình tấm kiến để tặng cho cô chú anh chị mình để lên sử dụng nha. Bộ bàn này em kiểm tra và thấy tình trạng của nó là lành tuyệt đối nha cô chú anh chị mình, không có bị nứt nẻ hay đắp giá chỗ nào ha, toàn bộ của nó là gỗ gõ rất là đẹp luôn nha. Rồi bộ bàn Trường Kỷ Huế em giao lưu mình với giá là 48 triệu ha, mã này là mã 19, cũng là mã cuối clip nha cô chú anh chị mình. Mỹ Ngân em cũng chân thành cảm ơn cô chú anh chị mình đã xem hết video ha. Em xin chào và hẹn gặp lại ạ.